Nhưng theo chủ đề khú giác phần 3. Từ vườn tiếng ngân. Theo chủ đề khú giác. Phần 3, số 1 là smelly là nặng hôi thối. Smelly là hôi thối. Smelly. Số 2 là trên chợ phun là hôi thối luôn. Trên chợ phun là hôi thối luôn. Trên chợ phun. Số 3 là Grammy là thiêu. Thiêu. Game là thiêu. Số 4 là hơi có mùi. Hai là hơi có mùi. Số 5 là mất chi là mùi hóc. Mất chi là mùi móc. Mất chi là mùi móc. Số 6 là Ricky là mùi nồng nặng. Ricky là mùi nồng nặng. Ricky là mùi nồng nặng. Số 7 là aromatic là thơm. Aromatic là thơm. Aromatic thơm. Số 8 là scented là có mùi thơm. Scented là có mùi thơm. Số 9 là Redoren là thơm phức. Redoren là thơm phức. Redoren là thơm phức. Số 10 là Ambrosion là thơm tho. Ambrosion. Ambrosion là thơm tho.
11 là Pre-Reda Thơm Phúc. Pre-Reda Thơm Phúc. Pre-Reda Thơm Phúc. Mười hai là biểu chít là thói rửa. Biểu chít. Smelly là hôi thối. Trên trà phun hôi thối luôn. Yummy là thiêu. Hai là hơi có mùi. Mushy là mùi hóc. Chicky là mùi mốc. Chicky là mùi nồng nặc. Aromatic là thơm. Scented là có mùi thơm. Redurant là thơm phức. Ambrosion là thơm thò. Rin là thơm phức. Putrid là thối rửa. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cú giáp phần 3 này.